Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Vì nhớ mỗi ngày chúng ta niệm Phật, cái quan trọng là mở rộng tâm lượng. Nhớ người mà tâm lượng mình mở rộng ra thì kiểm qua cái chỗ là mình ít bao giờ buồn giận người khác để trong tâm. Mình không còn cái tính như nhỏ nhen nữa, ích kỷ hoặc là nhỏ mọn với người khác. Đó là tâm lượng mở rộng. Và khi tâm lượng mở rộng, không buồn giận người để trong tâm thì bệnh hoạn này kia chút chút nó cũng tự hết. Thì nhớ là con người mà thường đem chuyện này chuyện kia không vừa lòng không vừa ý để trong tâm thì đó cũng là một loại bệnh, vừa cho tâm mà vừa cho cơ thể của mình. Khi tâm lượng con người mình mở rộng ra, con người nó phơ phớ, và tự nhiên câu Phật hiệu này mình niệm trôi chảy. Thường nhớ Phật niệm Phật, tại vì khi tâm lượng mở rộng ra thì những cái thứ mà không vừa lòng không vừa ý nó chấp cánh bay đi hết. Thì nhớ là con người mà tâm lượng hẹp hòi là mình đem nhiều thứ không vừa lòng không vừa ý mình để vào, nên nó nặng nề dữ lắm. Lúc trước chúng ta mà hai bài chia sẻ mà một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, nghĩa là hai cái đề tài này rất quan trọng. Sáng nào sáng sớm cũng là nhắc mình chỉ cái đề thôi, một câu ai Di Đà Phật phải niệm đến cùng. Có nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng phải niệm Phật, niệm đến cùng mà quý vị. Đến cùng là đến cuối cùng, là câu Phật hiệu mình niệm lên thì phù hợp với bổ nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Còn cái đề thứ hai là mình quyết chí đời này phải về thế giới cực lạc. Nên niệm Phật mình không cầu cái gì ở thế gian này, mà chỉ có cầu sanh cực lạc thôi. Cái này là chỗ rất là phù hợp với những người chuyên tu như chúng ta. Nhưng Đức thấy rằng là mỗi giờ này mình tu thì giá chót gì cũng 1.000 thành viên tu. Đây có là một cái đạo tràng đặc biệt thù thắng quý vị. Cũng nhiều ngành nghề trong đây nè. Có những người thì có thời gian được lễ Phật luôn. Có những người thì cũng đang làm việc mà ngồi cũng niệm Phật theo. Phương pháp nào thì chính vẫn là niệm Phật. Nhưng nếu mình có thời gian mà mình được lễ Phật theo luôn thì quá tuyệt vời. Nhớ kỹ, đừng bao giờ giải đãi. Không phải tu một thời gian nghỉ tu nha quý vị, mà quân tập làm sao thành quen. Quý vị nhớ rằng là đối chúng ta phiền não cũng thành quen, giận người cũng thành quen, tham lam cũng thành quen. Nhiều thứ chúng ta quen, nó quay lại lắm. Vậy thì giờ chúng ta tập niệm Phật quen, nghĩa là tập niệm Phật cho quen. Nếu mà mình không tập niệm Phật cho quen là những thứ kia nó sẽ chiếm ưu thế. Tại vì cái tâm mà tham sân si của mình nó đã quân tập quen lâu quá. Mà bây giờ mình chỉ có niệm Phật thời gian mình giải đãi mình bỏ cuộc. Quý vị nhớ cái tâm giải đãi bỏ cuộc, niệm Phật nó ưa bị cái tâm này nè. Tự nhiên nó nghĩ là thôi giờ niệm Phật thì mình đâu mình cũng niệm đó mà. Nghĩa là nó tạo ra điều kiện để cho mình nghĩ niệm Phật. Nhiều đời nhiều kiếp mình cũng niệm Phật mà mình không giảng sanh là vì nó tạo điều kiện cho mình bỏ câu Phật hiệu nghĩ niệm đi. Bỏ câu Phật hiệu nghĩ niệm đi. Nếu như mình mà không mà quyết tâm quyết chí đó nghe, mình tu thời gian tự nhiên mình thấy có ngày nào cũng niệm Phật lễ Phật hoài ta. Đâu mình đi kiếm cái gì lạ lạ một chút coi, cái có gì lạ lạ một chút coi nó. Nên từ nơi đó mà nó dẫn dắt mình, tự nhiên mình không niệm Phật nữa. Nếu như mình mà gầy dựng cái tâm mà tu tập mà chuyên nhất như vậy nghe, cứ gầy dựng hoài, gầy dựng cả đời mình luôn, là tức khắc đời này mình tu là mình không để lỡ qua một đời. Còn nếu như mà đời này mà tu tập mà bữa nay gì mai khác tiếp tục lỡ qua một đời nữa, có nghĩa là pháp môn niệm Phật này không phải mới một đời này mình tu đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã tu rồi, nhưng mà chỉ đúng cái chỗ là mình bỏ cuộc. Nghĩa là mình tu tập mà mình bỏ cuộc. Nếu như mà mình mà duy trì mình tu luôn suốt luôn cả đời mình là mình thành công. Nhớ kỹ nghe, tu suốt tu cả đời luôn là thành công.
Nên những đức thấy rằng là mỗi ngày mà lên thời khóa tu này mình quý dữ lắm luôn. Mà tu làm sao tâm lượng nó mở rộng ra. Mình thấy cái tâm lượng mình mở rộng rồi mình biết liền à. Con người nó phơ phớ, nó vui vẻ. Các vị nhớ cái tâm lượng mở rộng là gì nè. Đối với bản thân mình có thể nghiêm khắc một số việc với mình, nhưng đừng đem cái thứ này để nghiêm khắc với người khác. Đối với bản thân mình có thể ăn ít một chút, ăn đơn giản một chút, nhưng đối với người khác thì bản thân mình lại cho người ta ăn đầy đủ và ăn ngon. Mình dám làm điều đó, nghĩa là tâm lượng mình mở rộng ra là gì đó quý vị. Còn bản thân mình thì ưa bị cái bệnh là đối với mình thì dễ chịu, nhưng đối với người ta là khó chịu. Đối với mình là phải ăn ngon, nhưng đối với người ta là mình cho ăn dở. Thì tâm lượng nó gọi là tâm lượng hẹp hòi. Nên quý vị biết rằng tại sao có những người học đạo họ khó tính. Có những người học đạo họ khó tính là đối với họ cũng nghiêm khắc, đối với người ta cũng nghiêm khắc. Nhưng mà mình thì đối với mình có thể nghiêm, nhưng đối với người ta đừng đem cái này đưa cho người ta, tại vì chưa chắc phù hợp. Nếu mình đem với người ta mà quá nghiêm, người ta nói mình khó. Mà đối với người ta mà khó quá thì người ta tránh. Mà tránh thì không có duyên. Mà không có duyên thì gọi là vô duyên. Vậy thôi. Không có duyên thì là vô duyên thôi. Nên từ nơi đó mà mình tu môn niệm Phật này, vì biết rằng như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, đa phần ai cũng thích gần gũi các ngài. Tại vì sao? Các ngài vui và các ngài không có bắt bẻ cái này nọ. Tốt 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 nên người ta thích các ngài chứ gì. Như quý vị coi mà câu chuyện của Hòa Thượng Ngải Hiền rồi, thấy không? Người ta lợi thăm các ngài, thấy ủa ông lão đã mất tiêu rồi. Thấy ổng chui xuống cái lỗ ổng moi gốc cây. Cái người ta gọi Hòa Thượng, ô Hòa Thượng, gọi ổng. Cái ổng lú đầu lên, ổng chui lên. Lúc đó là lớn tuổi rồi đó nghe. Xong cái ông vô, ổng lấy ghế đồng ra, ổng mời người ta ngồi. Nghĩa là mình đọc chuyện của Hòa Thượng Ngải Hiền, mình thấy cái cuộc sống ngài rất bình dị. Mà trong tất cả công việc của ngài, ngài đều niệm Phật. Vậy mà cuối cùng ngài thành tựu thù thắng như vậy đó. Nếu như bản thân chúng ta mà biết áp dụng cái Phật hiệu này trong mỗi lúc mỗi nơi đó nghe quý vị, đặc biệt vậy lắm. Mà thêm cái thời khóa này nè, cái thời khóa tu này tuy có một chút này, nhưng mà nó mồi cái lửa cho mình niệm Phật cả ngày. Thí dụ như cả ngày nếu mình không có thời khóa tu gì chứ nó lạnh lẽo nghe quý vị. Nhưng mà cái thời khóa này nè, nó hỗ trợ cho mình, nó thúc đẩy mình đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật. Mà cái cách mà đi đứng nằm ngồi niệm Phật đặc biệt nhất là cái máy bấm số. Máy bấm số là cách quân tập hay nhất để tập thành thói quen niệm Phật. Nhớ, chúng ta có khi niệm Phật tu tập an lạc dữ lắm, nhưng có những lúc bản thân mình tu tập tự nhiên mình thấy nó cũng nhạt nhẽo nữa. Có nghĩa là cái căn bệnh này đối với phàm phu chúng ta bị nè, có những lúc nó háo hức, nó niệm Phật vô cùng, nhưng có những lúc tự nhiên nó làm biến niệm Phật. Nhưng quý vị phải nhớ, háo hức thì cũng niệm Phật, mà làm biến cũng niệm Phật. Nó giống như chú Minh Thiện này vậy chứ, ông cũng siêng năng niệm Phật. Minh Thiện VLT nói chưa, giờ này mà tuổi trẻ vậy mà lên niệm Phật là cũng không đơn giản, thấy không? Trẻ chung quá mà giờ này lên niệm Phật vậy là cũng là đáng được tán thán. Mà chú này sao ưa tán thán, là mắc cỡ là kỳ cục vậy. Không, từ đó quý vị biết rằng là thanh niên mà đúng là trẻ 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 mà đẹp trai gì là đi chơi đồ này nọ rồi, giờ này mà lên tu là cũng không đơn giản đó quý vị. Thấy chưa, bất ngờ kỳ cục. Mình tán thán, mình phải dũng mãnh tinh tấn lên, mà mai tu sáu thần luôn chứ đừng nói chuyện dân chức. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là không, cái đạo tràng trên không chung mình quý vị có nhiều nhân vật nhỏ đặc biệt lắm á. Tuổi trẻ đâu mà có khi mà chịu niệm Phật lễ Phật, đây là điều là thiện căn đặc biệt lắm đó, lắm đó chứ không giỡn đâu. Cái thời cuộc bây giờ mà trẻ trẻ thanh niên vậy mà đẹp trai vậy đồ, mà nó thật sự mà nói đi chơi đồ, đi ra công viên đồ, dẫn bạn gái đi nói chuyện ngoài công viên đồ, chứ ai mà đi ngồi niệm Phật đâu này kia, đâu có đơn giản đâu quý vị. Không? Nó nên từ nơi đó mà chú thì ổng cũng biết niệm Phật, biết tu tập, ổng đem bài pháp chia sẻ đồ thôi, nhưng mà từ hôm nay đừng cắt pháp. Nghe là chia sẻ thôi, chia nguyên bài luôn, tại giờ nó ngắn bài nào đấy là được, đặc biệt giới thiệu cho người ta nghe nó hay dữ lắm.
cái việc mà cắt pháp nó không đơn giản quý vị. Nó ngắn 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 ngắn, nó không đơn giản đâu. Mình thì mình hiểu, mình nghe một cái nó trọng tâm thì được. Chứ nếu mà người ta mà nghe tắt ngang tắt ngang tắt ngang tắt ngang, người ta không biết chuyện gì luôn á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Từ nơi đó mà bây giờ thì nói chuyện chừng mười mấy hai chục phút dễ nghe lắm, khỏi cắt. Mười mấy hai chục phút mà cắt cái nữa thì thôi rồi, cái như xong luôn. Giống như bằng cái áo ngắn mà còn cắt được khỏi chiếc áo luôn. Còn cái quần ngắn rồi mà cắt cái nữa chắc thôi không có cái quần luôn, chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Cái này là nó quá ngắn rồi còn gì. Nó có nghĩa là khi mà tu xong rồi là tâm sự chút xíu xíu. Cái này là cái cũng là động viên niệm Phật đó quý vị, không có giải đãi đó, giỡn đâu. Giống như mà bà Trần Lâm đồ mà mỗi ngày mà nó là tu tập đồ mà tu suốt được là hay lắm. Ví dụ như một số mấy cô á, nhiều chứ không phải ít. Rồi mà thờ nào cũng lên tu được là hay lắm. Gia đình kiêm quy được, quân tập hoài. Trời ơi, được tu với cha mẹ mình là hạnh phúc dữ lắm. Nó nên tổ sư nói mà không có mờ đón cha mẹ đi đâu thù thắng bằng mờ đón cha mẹ về thế giới cực lạc ấy. Đó là báo đại hiếu chứ không phải giỡn đâu. Mờ đón về thế giới cực lạc là báo đại hiếu. Nên mỗi một người mình mà có cha mẹ già mà mình kèm với cha mẹ, mình dẫn dắt cha mẹ mà niệm Phật nó đặc biệt lắm. Cái này quan trọng. Mà cái pháp niệm Phật này là cái pháp mà gọi là cứu khổ cho chúng sanh. Nhớ. Nếu như mà họ nhớ Phật là họ hết buồn khổ à. Con người thường mà buồn khổ là mình trách con, trách cháu, trách người ta. Mình trách tại sao không đến thăm mình, trách sao quên mình. Mà nó không niệm Phật là nó trách liền quý vị ơi. Không niệm Phật là nó buồn, nó trách liền đó. Nó trách là sao mình nhiệt tình với con cái mà giờ nó bỏ rơi, bỏ rớt mình. Nó không ngó ngàng, nó không thăm lên mình. Nó nên á, càng về sau này người già mà phải biết niệm Phật, chứ không niệm Phật rồi sẽ ngồi hiu hắt cho mà thấy. Nó bây giờ một số cô đây, nếu bây giờ từ bây giờ mình niệm Phật nghe, sau này mấy cô đẹp lão. Còn bây giờ còn trẻ thì đẹp trẻ, mai mốt nó già đẹp lão. Còn bây giờ, từ bây giờ mà không quân tập niệm Phật nữa nghe, liên diệu, mai mốt thành khỉ khô. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Ừ, thành khỉ khô luôn. Không niệm Phật mà ngồi đó mà buồn, mà trách người này người kia, nó thành cô khỉ khô. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe quý vị. Nó... Còn nếu mà già rồi mà không niệm Phật thành khỉ già. Mà khỉ già cũng là khỉ khô chứ gì quý vị. Nó nên cái 100% luôn. Những đức nói mà mấy ông cụ bà cụ mà mỗi ngày niệm Phật như cha mẹ của Kim Quy đây, thấy đẹp lão chưa? Ngày ngày niệm Phật lễ Phật đẹp lão mà tuy già mà khỏe nghe. Nó, cái môn niệm Phật lễ Phật này mà nó khỏe cái thân là do cái gì biết không? Nó khỏe cái thân là do cái tâm nó an. Nên tâm an thân khỏe, thấy chưa? Tâm an thì thân khỏe, tâm là chủ chốt chính. Mỗi ngày mình nhớ Phật niệm Phật thì tâm an thân khỏe. Mà con người trong cuộc đời này quý vị biết nghe, cái chi cầu người ta quan trọng nhất là tâm an thân khỏe. Sức khỏe là món tài sản lớn nhất của đời người. Mà muốn có sức khỏe thì phải tâm an, mà muốn tâm an thì phải nhớ Phật. Nó nhớ Phật tâm an thân khỏe. Nó, quý vị nhớ gặp cái người ai mà bệnh đau buồn chán đó, muốn họ, quý vị hỏi họ là muốn tâm an thân khỏe không, họ nói muốn chứ. Niệm Phật đi. Đó, niệm Phật. Tâm an như cô Nguyễn Phương vui vẻ. Vui vẻ. Chứ bà không niệm Phật là bà sân si thì chứ đừng nói chuyện dẫn chứ. Nó những người mà mai đồ ủi đồ đều phải niệm Phật nữa. Niệm Phật á thì nó mai đồ ủi đồ nó mới đẹp. Chứ không niệm Phật nó sân si, mai đồ cũng xấu mà ủi đồ có chừng bị cháy. Sân si mà quý vị. Cái tâm mà nóng bức nghe quý vị là cái tâm đáng sợ nhất. Mà cái tâm sân si nóng bức là cái tâm ở đâu phải không? Địa ngục. Cái tâm địa ngục đó. Nó chiêu cảm địa ngục là ngay cái tâm nóng bức. Nên từ nơi đó mình mà niệm Phật, mình lễ Phật này giết cái vị con người bị nó tốt, tốt, tốt hết. Tại vì tâm lượng nó mở rộng ra rồi. Tâm lượng nó mở rộng ra thì mọi mặt nó đều tốt hết. Mình không có bám víu nhiều thứ chuyện, bây giờ trong nhà có một cái chuyện thôi. Mà ngộ nghe quý vị khi niệm Phật mà tâm an nghe, là tất cả việc trong nhà quý vị thấy còn hơn. Việc trong nhà quý vị thấy còn hơn, quý vị để ý đi. Còn quý vị mà không niệm Phật tâm không an nghe, là quý vị thấy trong nhà quý vị rất rối nhiều việc.
mà ở trong nhà không yên. Cái người mà không niệm Phật là nó ở nhà không yên, đi khơ khơ, hoặc là cầm điện thoại đến đi hỏi chuyện này chuyện nọ, khơ, nhiều chuyện á. Tại vì mình nếu mà mình niệm Phật thì đâu có nhiều chuyện, mà mình không niệm Phật là đầu đi nhiều chuyện, đi hỏi chuyện này chuyện kia, đầu này đầu nọ đầu kia. Mà không niệm Phật mà cả đàn ông con trai thanh niên mà như Minh Thiện này giờ khéo khéo cũng bị nhiều chuyện. Nhờ ông niệm Phật mà ông không còn nhiều chuyện nữa. Không niệm Phật là nhiều chuyện đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nghe đầu này nó ngóng đầu kia, có chuyện này chuyện này chuyện nọ, không phải giỡn đâu quý vị. Nên từ khi mà mình biết niệm Phật lễ Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Nó an định trong nhà mình đó. Mà ở trong nhà không buồn nghe. Nó mà gặp mà nhà mà có săn giường đồ, có cây cối đồ, vì vừa niệm Phật vừa đi vòng vòng chơi, mà nó thoải mái thì sao đâu. Mà khi tâm nó an rồi, nghe quý vị, quý vị thấy con người nó sảng khoái vô cùng. Nó mà sức khỏe theo đó mà đặc biệt tốt đẹp. Còn cái môn lễ Phật này giúp cho con người mình sức khỏe của mình là từ chân tay xương sống mọi mặt khỏe chứ. Môn lễ Phật này nè, thật sự mà áp dụng đi rồi sẽ thấy lợi ích. Áp dụng chân thật nghe. Thật sự sức khỏe là món tài sản lớn nhất của đời người mà. Mà lễ Phật rồi, niệm Phật lễ Phật chống lão hóa. Thật sự con người mà buồn phiền là mau già, mà niệm Phật lễ Phật thì vui vẻ thì chống lão hóa. Nó giống như ông Đức Hòa này, ông thanh niên mỗi ngày ông tu suốt luôn đi chứ. Mà ông tu mà ông cũng được lắm nghe. Phải hở mà ông bị nhức cái sống, ông nhắn cái tin nhắn nói: dạ thưa thầy, ngày nay con bị nhức cái sống quá, xin thầy cho con nghỉ bữa khỏi lễ, ngồi ghế niệm. Đấy nghe, đàng hoàng trong quá trình dẫn chơi, nghỉ bữa là ta thông báo đi. Giống như bị đi làm công ty nghĩ vị cũng phải trình lên, viết đơn đồ gửi lên cho giám đốc đồ nó này kia, là tôi xin nghỉ bữa chứ đâu phải muốn nghỉ đâu trời. Này cái này nhập hội rồi còn gì nữa, vì vô đây tôi là nhập hội á, chứ mà chuyện viết ra đâu, nghe này là cái đầu trạng không chung của người ta bị nhập hội rồi đó. Nó đâu phải là muốn tôi muốn nghỉ đâu. Khi người ta bấm lướt xuống, ta hỏi Đức Hòa này đâu mất tiêu, giang sanh gì mất hết. Hiểu không? Nên không mà thật sự mà tu mà quen mặt giết ngộ cái bị, thì ra cái bệnh của mình cái gì cũng nó cũng dính đó quý vị ơi. Tu mà quen mặt suốt luôn là bữa nào không thấy mặt rồi đó mình kiếm. Nó phải giỡn đâu quý vị, nó kiếm đó. Như mấy bữa mà dụ như mà bà Trần Lâm không thấy, nó ủa mấy bà Trần Lâm nay không thấy bà ta. Thường mới tinh tấn lắm, nay sao mất tiêu rồi. Nó phải chuyện đơn giản cái quý vị. Ừ. Đi kiếm á. Nên từ nơi đó mà nếu mà những đức mà một bữa mà không tu mà bắt bài pháp cũ đó, là mấy bà tu bên kia bà nói sao nay bắt cái bài cũ vậy ta, nay như nay thầy đi đâu gì. Không phải đơn giản mấy bà suy nghĩ gì đó. Đúng là phàm phu mình ghê thiệt quý vị. Bởi vì những đức cứ nghe đi xuống dưới kia xong chạy tranh thủ lên đây lang thang rồi mà chạy, đúng giờ chạy lên tu liền, giữ cái uy tín quan trọng. Tu tập mới giữ cái uy tín quan trọng dữ lắm luôn á. Chứ không phải rằng là kêu người ta tu mà bản thân của mình không tu. Bắt lễ Phật lên mình đi đâu mình chơi chịu thua luôn quý vị. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nhưng mà cái đầu kéo quan trọng lắm. Đầu kéo nó cực kỳ quan trọng luôn. Giống như Phước Tịnh mà ông đi đến đâu tu đi tập trung người ta. Nhưng mà nếu mà ổng không tu thì mất tiêu hết trơn. Nên từ nơi đó mà đi đến đâu tu phải hướng dẫn người ta tu mỗi ngày, cài cái rung cho người ta tu. Nên mỗi một người quý vị nhớ kỹ nghe, gặp ai muốn tu chỉ người ta liền, giới thiệu ra. Bao nhiêu ngàn người này giới thiệu ra, chỉ người ta vào cái rừng để tu. Chỉ người ta tu thì phước báo nhân duyên mình thù thắng. Ví dụ như mình chỉ người ta sát sanh hại vật thì mình có tội chứ. Nếu mình chỉ người ta tu là bản thân của mình tức khắc tạo được phước duyên liền. Nên mỗi một người mà ví dụ mình vô công ty xí nghiệp tụi này kia đi, mình thấy mình tu mình vui, mình phơ phớ, mình lúc nào cũng mặt cười rồi mình không buồn giận ai để trong tâm. Người ta hỏi nghe, thôi chị vì tệ thường sao thấy em thấy chị mà cũng lớn tuổi sao thấy trẻ chung với chị. Hồi đó chị già lắm em, đó già ghê lắm, năm ba mấy tuổi rồi mặt già sân si ghê lắm, khó tính lắm. Ủa mà sao giờ em thấy chị khỏe mà trẻ nghe. Biết dùng cách nào không? Hỏi cách gì chị nói em tin không? Tin thấy chị tin, nói đi. Làm gì? Niệm Phật lễ Phật. Thật. Niệm Phật lễ Phật thôi à? Ừ, niệm Phật lễ Phật thôi.
chứ không phải chị đi trang điểm đi massage đâu hả? Không có, tao cũng đâu có trang điểm gì đâu, em thấy chị bình thường đơn giản thôi, phải không? Chỉ có niệm Phật lễ Phật thôi, rồi nghe lời ông thầy ông dạy, đừng có buồn giận hay để trong tâm, đừng có ghen tuông chồng đi tùm lum tùm la, đừng có ghen khổ cho mình, làm được vậy thôi mà bây giờ trẻ luôn, khỏe luôn, an lạc dữ lắm. Vậy hả? Bữa nay em lại nhà chị tu bữa nghe, được, lỡ tu lỡ tu một cái thời chỉ luôn, nói thấy chưa, là mình đã dẫn dắt một người niệm Phật để mà làm Phật rồi đó, mở rộng phạm vi ra, nhà nhà mà niệm Phật, bà rảnh mới vô bà niệm Phật, bà khỏi đi nhiều chuyện. Chứ mấy cái bà mà đi nhiều chuyện tùm lum tùm la, bà làm cho mưa không hòa, gió không thuận á, bà làm cho bão tố cuồng phong á, chứ không có chuyện gì hết chơi đâu. Bây giờ 1000 bà này mà nếu mà mấy bà mà đi lang thang, bà đi nhiều chuyện đi, bà nhiều chuyện không biết bao nhiêu gia đình, nó khó chuyện đơn giản đâu. Nó với một nó là kiếm chuyện sân si tù lên, nó làm cho quả đi cầu này nóng bức lên khổ. Nên từ nơi đó mà nếu mấy bà mà vô bà tu gì, tuy một thờ lễ Phật mấy chục phút thôi, nhưng mà nó đặc biệt lắm, nó phát lên cái chánh khí trời đất, nó quá giải đi cái tà khí, chứ không có chuyện giỡn đâu. Quý vị thử ở nhà mà mỗi ngày tu tập, quý vị thấy rõ ràng rồi, con người khỏe và vui rõ ràng luôn, giống như Liên Diệu về nhà tu với mẹ đó, hai mẹ con vui vẻ ghê chứ, hai mẹ con vui vẻ tới giờ tu ra xong, người đấu gói mì ăn xong, khỏi bài bố tùm lum tùm la, cũng xong chuyện nha. Ăn gọn hơi cũng xong à. Những đức thấy rõ ràng, ăn chay niệm Phật mà được có thời gian tu tập này, có thời khóa tại gia đình, quá hạnh phúc luôn. Nên quý vị cố gắng lên, nỗ lực lên, cứ nghĩ tương lai Phật hay là rước mình về cực lạc. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.